Ok, mở đầu này chúng ta sẽ khuấy động thêm một chút các bạn nhé. Cho em hỏi một câu ở đây, có ai đang thất tình không ạ? Giơ cao hết tay lên được không nhỉ? Xin chúc mừng mọi người ạ, đây là ca khúc dành tặng cho các bạn ạ. Sao từng ngày tự giận mình sẽ quá rất mau.